Sóc Hằng nhận nội địa. Chào các bác, bây giờ là buổi chiều ngày 24/3/2020 rồi. Thời tiết miền Bắc thì cũng sắp vào hè, cho nên em cũng nhập cái điều hòa một cục này về để phục vụ các bác. Ở đây là em có đang có hiện tại là hơn chục con quá nhé. Quay một cái lưng ra để giới thiệu với các bác cho nó dễ. Em có khoảng hơn chục con cái điều hòa một cục, thì cũng nói luôn với các bác, để bác nào mà chưa biết được về nó thì các bác nắm được. Đây là dòng điều hòa một cục nội địa Nhật Bản các bác nhé. Sản xuất cho thị trường nội địa Nhật Bản, sử dụng hoàn toàn là điện lưới 100V hết ạ. Công suất thì dao động 7.000 BTU. Điện năng tiêu thụ thì khoảng hơn 600W một giờ với cái ở cái mức công suất lớn nhất. Còn nếu mà khi các bác mà đủ lạnh cũng như cái điều hòa treo tường thôi thì tự động nó sẽ ngắt và cái lượng điện tiêu thụ gần như là không có. Cho nên là nếu mà nói với cái điều hòa này một cái phòng tiêu chuẩn của nó thì một giờ chắc nó chỉ tiêu tốn vào khoảng 200W điện thôi các bạn. Tức là 5 tiếng thì các bác mới hết khoảng một số điện. Cái lượng điện tiêu tốn gần như không đáng kể, rất là tiết kiệm điện. Thì nói với các bác đây là cái dòng điều hòa nội địa mà nó là dòng một cục các bác nhé. Để các bác nào ý định mua thì các bác phải chịu khó xem clip để các bác tìm hiểu. Thì nhiều bác cứ bảo là nhắn tin để tư vấn, thực sự ra em rất là nhiều việc cũng rất là khó để mà tư vấn chi tiết cho các bác. Đấy, giá cả thì có giá công khai đầy đủ trên các clip rồi. Đấy, giá bán thì bao gồm, các bác lưu ý là giá của em không bao gồm đổ nguồn và không có bao gồm phí ship. Đấy, cho nên khi các bác mua thì các bác lưu ý là như vậy ạ. Máy thì điện 100V, các bác muốn dùng được thì bắt buộc các bác là phải có cái đổ nguồn cho nó. Đấy là những cái vấn đề mà để nói với các bác anh thế. Ở trên đây thì đây là cái dòng điều hòa cửa sổ. Đấy, thì các bác nào muốn làm mát cho một cái phòng kín thì các bác bắt buộc phải bố trí một cái đường thoát nóng cho nó. Đây nha các bác nhá, đây là cái khe thổi khí lạnh này. Đấy, đây là khe thoát khí nóng, là dàn nóng đằng sau thoát khí nóng, thì bắt buộc các bác là phải bố trí đường thoát khí nóng cho nó. Một cái khe này nó rộng khoảng 5 phân thôi và cao khoảng 60 phân. Khi các bác mà cứ đút trong phòng mà các bác đóng kín cửa lại thì là gần như là không có hiệu quả đâu, thì cái khí nóng sẽ bị quẩn trong phòng. Đấy là nhóc các bác là cái cách sử dụng một cái điều hòa này như vậy. Còn bác nào muốn làm mát cho cái không gian mở mà rộng rãi như này thì các bác chỉ có thể là làm mát trực tiếp thổi vào người thôi, còn không có cách gì khác cả. Còn nguyên lý hoạt động của nó thì cũng như những cái điều hòa treo tường thôi nhé. Đấy, đủ độ lạnh thì cũng ngắt bình thường, chạy bằng lốc ga, ga đời mới, rất là thông dụng. Mà bác hỏi có dễ sửa chữa không, ra nó cũng là như các điều hòa bình thường hai cục thôi, rất là dễ sửa chữa, còn đơn giản hơn máy hai cục nhiều. Đấy, máy gần như bệnh nào cũng sửa được thôi nhé. Chu trình ga thì nhiều bác hỏi là thế thì ga có phải nạp không, mà ga không cần phải nạp gì cả. Khi máy đã bàn giao đến các bác là mọi ga tức là đủ hết, là không phải nạp chút gì. Dùng bao lâu thì phải nạp thì cũng không phải nạp gì cả. Đấy, vì nó là cái chu trình kín, thì các bác lưu ý là ga là không mất đi đâu cả. Những cái tủ lạnh của nhà bác ấy là dùng 10-20 năm sau cũng không mất ga, trừ khi dàn có các bác bị thủng thì nó mới mất ga thôi ạ. Đấy là các bác lưu ý là như vậy. Còn đây thì em giới thiệu với các bác là về cái lô ngày hôm nay đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Đây là một con Kurumi các bác nhá. Dòng Kurumi này thì có cái đặc điểm là nó không nhận được khiển đa năng, nhưng mà cái lượng gió của nó ra rất là mạnh. Đấy ạ, con em bán là 3.6 triệu ấy. Đây là một con Corona nhận điều khiển đa năng từ xa bình thường, hai chiều nóng lạnh các bác nhá. Đấy, con này là 4.2 triệu. Con này là con Corona cũng nhận điều khiển bình thường 1 triệu lạnh thôi, 3.8 triệu. Trong tất cả cái đống này thì toàn bộ là 3.8 triệu hết các bác nhá. Đấy, toàn bộ là 3.8 triệu hết, các bác lưu ý là như vậy. Đấy, con này là không nhận điều khiển đa năng, 3.6 triệu. Đấy, còn nữa tất cả là 3.8 triệu hết. Đấy, các bác ưng ý con nào thì các bác alo cho em. Trong này con số 1 của 2, con này em đang thiếu mất cái váy gió, nó chưa về. Trong này con Corona. Đấy, đây là con Kurumi, con này có điều khiển zin đi kèm là 4.2 triệu. Trong này là con Higher số 4, rất là đẹp, em lên sóng rồi. Corona rất là đẹp, số 5 này các bác này. Đấy, có yông đấy.
Corona cũng rất là đẹp, số 6 này. Kozomi này vỏ sơn lại đẹp long lanh trắng tinh, 3,6 triệu không nhận điều khiển này. Higher này có chức năng tăng giảm nhiệt độ và hiển thị nhiệt độ trên máy này, 3,8 triệu không nhận điều khiển từ xa. Corona số 14 nhận điều khiển từ xa là sơn lại trắng tinh như ngọc trinh rồi. Đấy, con số 9 Corona. Nếu là các bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ nhé các bác nha. Cảm ơn các bác.